Xin chào bà con, hôm nay tiếp tục chia sẻ cho bà con phun thuốc cho lúa giai đoạn cho điều. Đây là lúa OM18 bà con. Hiện nay cháu điều lên hết rồi. Cháu điều này cũng từ 68 đến 70 ngày á. Thường thường thì bà con nó 78 đến 70 ngày là còn nó hơi công, nó hơi qua một cái me hơn là có thể là 72 ngày. Thì lúa năm nay OM18 chờ chỗ rất là trễ. Thì không biết lúa nó có trúng không mà thấy cháu trễ suốt luôn. Có cái xịt để em đóng luôn nè bà. Để hẳn chuyện qua thấy đậu xe lại xịt cổng hả? Bây giờ thấy đậu xe mà đậu xe xịt đó đằng này. Cái này bữa nay không biết khoảng được 70 ngày không? Cũng không không hết. Nên vụ này thấy nghe nói chỗ chảy nó từ 70-72 ngày nó mới về đường chạy nè. Vụ này thu thấy dầm dần bông thấy hiu hơn vụ đông xuân ta. Chỗ lên thấy dầm dần bông không đẹp hả? Đông xuân chỗ lên quá tài dầm bông dầm đã. Thuốc đắng là xịt không ha, ngọt đắng. Nãy chỗ gộ lên hết nè. Vụ hè thu này ai xả dày là thấy lụm một é hết nè, nó thắt. Vụ hè thu này xả thưa nó mới trúng, xả dày sao thấy bông nếu bên kia mà hổm thấy chuyện qua quay cảnh đó đó. Xà dày mo lên bông nào bông nấy có không được nữa ăn tay đó tờ tờ đâu có hạt gì nhiêu đâu. Vụ đông xuân xà dày còn đỡ đỡ, vụ này xà dày thấy bông quá tờ hiu. Nước ở đây là ông cũng chạy trong đó ra đây luôn ha, lúc chờ ông chạy nguyên khu rồi luôn rồi, cũng có trăm công ha. Có bệnh. Ô giống kim nó lại mau vàng như ta. Chỗ lên thấy cái đọt lá hơi vàng vàng. Này công với mẹ xuống rồi thấy vàng khè. Để vô chia sẻ thuốc cho bà con mình xem. Thế đây cử này xịt này nước uống một nồi, hai lồi, ba lồi, bốn lồi, ok, bốn lồi bà con. Đây là, trước tiên là thằng Anh Quyên này nghe nói chai 100.000 nhiều con, Anh Quyên giảm hạt chất 2C Conjula 55SC đó, bông to bóng hạt này của Thái của Miên gì á, thì đặc trị lên lớp hạt trên lúa. Thì cái này thường thường thì bà con mình xịt bình 100cc, một chai được 10 bình là đậm luôn đó. Đó, này đặc trị chỉ lên lớp hạt thôi. Đó, bà con là xịt chai tại vì nó rẻ tiền thì xịt chai 100cc đi cho chắc ăn.
Kế tiếp là thằng vô gạo nhanh. Người cử chậu đều này anh xịt thêm vô gạo nhanh luôn mà con. Đây là tạo hạt cực nhanh, cực mạnh. Đó. Chỗ đều, chỗ thoát, xanh lá đài, cứng cây, sáng bóng, hạt nặng, chắc tới cậy. Đó. Thuốc nào cũng quảng cáo, đọc lên cái hiệu, cái thấy muốn xịt liền, muốn xịt vô, sao thấy như như cái gì đâu. Đây thành phần rất nhiều luôn con. Magie, axit gì mà, tùm lum đi. Bổ sung đặc biệt. Đây là mục đích là chỗ thoát với vô gạo. Liều lượng là 20-25 ml. Cho bình 25 lít. Chai này hình như 240 hết ta. Ô mất tiêu rồi, đây 250. 250, coi cho bình 30 luôn đi. Thì được 8 bình. Bình 30 thì được 8 bình mà con cho nó ấy. Chai được 8 bình, chai này cũng từ trăm mấy 200 chứ không rẻ đâu. Là hai chai vô gạo với lem lép. Cái thằng này ninja. Chất Hinosinil. Ninja 35EC thuốc trừ bệnh cây trồng. Đây là tác động lưu dẫn mạnh, đặc trị bệnh đậu ôn hại lúa. Ninja là trị đậu ôn bà con. Đó, xuất xứ Nhật Bản. Xuất xứ Nhật Bản không có công ty cổ phần khử trùng Việt Nam. Đây Ninja. Coi liều lượng lúa là đậu ôn, lá đậu ôn có bông là 60-70 bình 25 lít. Phun ngừa khi bệnh chớm xuất hiện. Đó. Chai này chắc 240-250 gì nữa nè. Trên 250 luôn bà con. Đây 60 thì rồi bà con phun ngừa có thể là phun bình 50 được 5 bình hoặc bình 60-70 thì được 4 bình nặng thì phun 4 bình, còn phun ngừa thì có thể 50 thì được 5 bình. Chai này từng chấm mấy ba loại. Kế tiếp là thằng Di Đăng Phi 350 SC Kona. Đây là diệt côn trùng kháng thuốc, thành phần là clofenapy. Clofenapy. Chai này 100 ml bà con. 100 ml có thể là xịt được 7-8 bình. Bình 10 đến 15 ml là thường thường nước sâu là từ 15 ml nó mới hay bà con. Đó, này chắc 15 ml. Đây nó không có để đây hướng dẫn sử dụng là đối với mũi mùi này xịt mũi luôn hả tự và 10 ml cho 1 lít nước và phun đều bề mặt đối với côn trùng. Mũi này có thể là bà con nào chăn nuôi mà mũi nhiều quá trong mụn mà con pha xịt được nè bà con, xịt trừ mũi luôn hả. Còn đối với côn trùng khác pha từ 20-25 ml cho bình 25 lít phun đều bề mặt dùng 20. Vậy là này bình 20 thì được 5 bình, bình 25 thì được 4 bình. Đó, bình 25 thì được 4 bình. Chai này chắc cũng từ trăm mấy chục ngàn. Đó, đây xịt 4 loại. Thì chia sẻ cho bà con mình xem.